Bộ Xây dựng vừa đồng ý để Hà Nội chuyển đổi thêm một khu nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Như vậy, hiện nay, Hà Nội đã có tới 21 dự án nhà ở xã hội. Người mua nhà có thể mua nhà của các dự án này từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Dự án mới được chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội thuộc quận Hoàng Mai, dự kiến rộng trên 43.000 m². Thời gian tới, việc tiến hành xây dựng khu nhà ở này sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho một đơn vị. Hiện việc dành và bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn, khi hầu hết các dự án phát triển nhà ở đều nằm ở các khu vực ngoại thành. Đến năm 2020, Hà Nội vẫn cần thêm 111.200 căn nhà ở xã hội. Riêng nhu cầu nhà ở xã hội của cán bộ công chức 25 bộ, ngành tại khu vực Hà Nội cần khoảng 30.000 căn. Việc cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội sẽ phần nào giải quyết nhu cầu nhà ở thu nhập thấp tại nội đô.